Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh youtube thuật thể thao Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay thì đã ra các trận đấu tiếp theo của vòng đấu thứ 32 giải ngoại Anh Kết quả các trận đấu cụ thể như sau Fulham giành chiến thắng 2-1 trước Leeds United, Brentford và Aston Villa hòa nhau với tỷ số 1 đều. Crystal Palace và Everton cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Leicester City đã có chiến thắng rất quan trọng trước Wolves với tỷ số 2-1. Trong khi đó thì Liverpool cũng đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh cũng như lịch thi đấu của vòng đấu thứ 32 à, như sau. Cập nhận bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính sáng ngày 23 tháng 4 thì Arsenal đang dẫn đầu với 75 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 70 điểm, xếp thứ ba là Manchester United 59 điểm, đứng thứ tư là Newcastle United 56 điểm, đứng thứ năm là Tottenham 53 điểm, đứng thứ sáu là Aston Villa 51 điểm, đứng thứ bảy là Liverpool 50 điểm, đứng thứ tám là Brighton 49 điểm, đứng thứ chín là Fulham 45 điểm, đứng thứ 10 là Brentford 44 điểm. À, xếp thứ 11 là Chelsea 39 điểm, đứng thứ 12 là Crystal Palace 37 điểm, xếp thứ 13 là Wolves 34 điểm, đứng thứ 14 là Bournemouth 33 điểm. Xếp thứ 15 là West Ham 31 điểm, đứng thứ 16 là Leicester United 29 điểm, đứng thứ 17 là Leicester City 28 điểm. Ba vị trí cùng thuộc về Everton 28 điểm, Nottingham Forest 27 điểm và Southampton 24 điểm. Theo lịch thi đấu của giải của Anh thì vòng đấu thứ 33 sẽ ra trong ngày 26, 27 và 28 tháng 4. Trong ngày 26 tháng 4 sẽ ra 3 trận đấu. Vào lúc 1 giờ 30 đó là cuộc so tài của Wolves với Kitschow Palace. Vào lúc 1 giờ 45 Aston Villa sẽ đón tiêu đón Fulham trên sân nhà. Vào lúc 2 giờ Leeds United gặp Leicester City. Trong ngày 27 tháng 4 sẽ ra 4 trận đấu. Vào lúc 1 giờ 30 Nottingham Forest đối đầu với Brighton. Vào lúc 1 giờ 45 West Ham đối sức với Liverpool. Chelsea đối đầu với Brentford. Và lúc 2 giờ Manchester City gặp Arsenal Đây là trận cầu đinh của vòng đấu này Và nó có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua vô địch Trong ngày 28 4 sẽ ra 3 trận đấu còn lại Đó là cuộc so tài của Elton với Newcastle Tức uh, Southampton với Bournemouth vào lúc 1 giờ 45 và trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Tottenham với Manchester United vào lúc 2 giờ 15. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng cũng như là cùng đua địch và cuộc chiến trung hạng của mùa giải năm nay. Đồng thời dự đoán kết quả tỷ số trận đấu giữa Manchester City với Arsenal cũng như là Manchester United với Tottenham thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.